Hội đồng thi đã thực hiện đầy đủ quy trình chấm thi theo quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó có đủ các thành phần theo quy định: ban chấm thi, ban thư ký, các tổ chấm thi, công an. Công tác thanh tra chấm thi của Sở, thành viên tổ số 3 đoàn thanh tra chấm thi của Bộ thực hiện nhiệm vụ liên tục trong thời gian chấm thi theo quy định. Các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc trong các túi đựng bài thi, file ảnh phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh trên máy tính đảm bảo đúng quy định. Đến thời điểm hiện tại không có dấu hiệu bất thường.